Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu sản phẩm của Vinglacera. Đó là bồn cầu Vinglacera V90. Đây là dòng sản phẩm có thiết kế thân kín, tích hợp nhiều tính năng hiện đại, đem đến sự tiện nghi, thoải mái và dễ chịu cho khách hàng sử dụng. Chính vì thế nhận được rất nhiều sự lựa chọn và tin tưởng của quý khách hàng. Trước mặt các bạn chính là mẫu bồn cầu Vinglacera V90 với thiết kế là phần thân kín. Mã sản phẩm là V90, có chức năng đó là xả xoáy kết hợp với siphon Z, có chức năng đẩy hút rất mạnh. Màu sắc của sản phẩm đó là màu trắng. Có hai chế độ xả nước, đó là 2,5L và 4,5L. Sản phẩm tích hợp công nghệ Menonum kháng khuẩn độc quyền của Vinglacera, có chức năng là chống nấm mốc, chống vi khuẩn và tiện lợi khi vệ sinh sản phẩm. Ngoài ra sản phẩm còn sử dụng bảng điều khiển từ xa, giúp khách hàng sử dụng một cách tiện lợi trong quá trình sử dụng bồn cầu. Bên cạnh đó, phần thân bồn cầu phòng trường hợp mất điện, các bạn có thể sử dụng các nút xả cơ. Đây chính là khu vực mà bạn có thể sử dụng khi mất điện. Tiếp theo là một số đặc điểm nổi trội của dòng sản phẩm này. Thứ nhất, đó là dòng sản phẩm này có khả năng tự phát sáng vào ban đêm. Thứ hai, đó là chức năng xả tráng trước khi sử dụng. Thứ ba, đó là chức năng tự động xả và sấy khô. Thứ tư, đó là vòi rửa thông minh và diệt khuẩn với chức năng là xả trước, xả sau, rửa trước, rửa sau và massage. Thứ năm, đó là công nghệ xả xoáy giúp nhanh chóng cuốn trôi mọi cặn bẩn tại mọi ngóc ngách. Và thứ sáu là sản phẩm có chức năng điều chỉnh nhiệt độ của nước và điều chỉnh nhiệt độ của nắp ngồi bàn cầu. Để tránh mua phải sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, chúng tôi khuyến nghị các bạn để ý những điều sau đây. Thứ nhất, đó là bao bì của sản phẩm phải còn nguyên đai, nguyên kiện, không có dấu vết bong chóc. Thứ hai là sản phẩm bên trong bao bì phải đúng chủng loại và các linh kiện phải là đồng nhất, thống nhất. Thứ ba, đó là sản phẩm không có dấu vết nứt, vỡ, xước, hỏng bên bề mặt sản phẩm cũng như bên trong sản phẩm. Và thứ tư, đó là sản phẩm phải có tem chính hãng và phiếu bảo hành chính hãng của Vinglacera. Để mua được sản phẩm có chất lượng tốt và giá tốt, chúng tôi khuyến khích các bạn nên tham khảo ý kiến của người thân, những người đã có kinh nghiệm mua sắm và những chuyên gia ở trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, chúng tôi tin rằng các bạn nên đến những đơn vị, những nhà cung cấp, những cửa hàng, những showroom chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh của Vinglacera, là những đơn vị cung cấp uy tín trên thị trường hiện nay. Và Bồn Vinh chính là một trong những đơn vị đó, với nhiều năm cung cấp các thiết bị vệ sinh ngày cốt lát, sen tắm và các phụ kiện phòng tắm trên khắp cả nước, với các lượng khách hàng trong và ngoài nước. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng rằng có thể đáp ứng toàn bộ tất cả những yêu cầu chính đáng của quý khách hàng. Mời các bạn xem ngay các thông tin cụ thể của sản phẩm dưới mô tả bên dưới để có thể có được thông tin chi tiết và giá bán của sản phẩm tốt nhất. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường. Dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình. Sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội. Luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.